sẽ sống ở đây hả mẹ? Hơi nhỏ một tí nhưng mà vừa đủ cho hai mẹ con mình. Dạ. Tôi Vũ, hàng xóm ở dưới lầu. À, cho tôi chụp một tấm hình. Vâng. Mất ra trên mạng. Đồng ý ạ. Hai. Từ khi tôi có nó đến giờ nhiều chuyện lạ xảy ra lắm. Tao nghe mấy bà trong khu này nói cái nhà đó bị ám. Chị biết là em không bao giờ tin vào ba cái chuyện này mà. Mì. Dạ. Tối qua con lại gặp cô đúng không? Con còn nhớ trông cô như thế nào không? Đã có ai kể về ba chuyện gặp ma chưa? Theo tôi biết là có hai loại. Một loại là không muốn siêu thoát. Còn dạng kia? Loại này bị kẹt ở đây, muốn đi cũng không được. Họ sẵn sàng làm đủ mọi thứ để được siêu thoát. What's happening? Lisa here. 20th Century Fox's highly anticipated superhero adventure X-Men Apocalypse will recast iconic characters such as Storm, Jean Grey and Cyclops. Rumours circling Hollywood have Chloe Moretz, Ellie Fanning and Hayley Stanfield in contention to play Jean Grey, with Ben Hardy, Charlie Rowe and Timothy Chalamet being eyed for Cyclops. Now, are you looking for that perfect Christmas present? Well, I've got the perfect thing. A life-size Rocket Raccoon feature, complete with Bradley Cooper's voice of course, is available online for pre-order. That's mum's present underway. That's about it for today. Download our Film Is Now app for instant access to all our trailers, available for iOS and Android. And I'll see you next time. Bye.